Chào cả nhà ơi. Chúc cả nhà một ngày mới sức khỏe dồi dào nha cả nhà. Vui vẻ ha. Thì hôm nay Kim với Hương cũng nghe một cái câu chuyện là nhà cửa Du Thà đây cả nhà ơi. Bắt đầu là không còn nhà để bán, mà người làm realtor thì cũng không có đủ để bán nhà cho người ta luôn á cả nhà. Đó thì hôm nay Kim muốn dẫn cả nhà mình theo chân mình ha, để xem những cái nhà mẫu ở đây như thế nào. Đó, nhưng mà hồi nãy mình có gọi cho cái anh chàng ở cái chỗ nhà mẫu đó thì anh nói là bây giờ coi thì coi trước để mình chọn mẫu thôi, chứ còn mà hả nhà thì đất á, thì không còn chỗ cả nhà. Phải đợi năm tới thì giá cả nó sẽ xê dịch, chứ nó không có còn cái giá hiện tại nữa. Nhưng mà hiện giờ cái nhà mà mình chuẩn bị tới á, là 600 ngàn. Thì cả nhà theo chân mình để đến đó thử coi cái nhà đó ra làm sao nha cả nhà. Đó Hương đây, chào cả nhà nè Hương. Hello cả nhà. Cả nhà khỏe không cả nhà? Trời ơi ơi cả nhà buồn ngủ. Mà giờ đi coi nhà cả nhà, để coi coi tình hình nhà cửa Du Thà làm sao. Mình coi tin tức đài của Du Thà thì nhà bây giờ không có đủ để bán cả nhà. Mà hả cứ một tiếng đồng hồ á là người ta có người mua để mà làm giấy tờ, kêu là ở đây người ta kêu là closing á, là khoảng từ 2 đến 3 căn á cả nhà. Mà cả nhà biết là rất là thị trường nhà cửa Du Thà bây giờ đang phát triển rất là mạnh, bởi hot vì cả nhà đang hot cả nhà. Là hot đó, đại đại vì cái lý do là phi trường quốc tế gần sắp xong, nó đã xong một phân đoạn rồi, bây giờ chỉ còn một phân đoạn nữa là xong. Mà việc làm ở Du Thà thì rất là nhiều cả nhà, nó nói chung là cuộc sống ở Du Thà thì nó đỡ hơn ở những cái tiểu bang khác, là tại vì cái mức lương với lại cái mức sinh hoạt á nó ok cho người ta, nó không quá mắc mỏ. Nó thành ra những tiểu bang mà mắc mỏ ví dụ như Cali nè, những tiểu bang mà đắt tiền á như New York nè, nhà họ lại bây giờ họ muốn đổ xô về, họ mua họ muốn sinh sống tại tiểu bang Du Thà này, thành ra bây giờ tình không hình, mà mình thật sự mình thấy ở Du Thà là dễ mua nhà. Nó chỉ có cái là nó lạnh thôi, mùa đông á nhưng thì mà không sao, mình ở thì ở đâu từ từ nó cũng quen. Đó là cái lý do là ở mà nó có bốn mùa rõ rệt á, rất là sướng cả nhà. Khi mà mùa hè thì mình được hưởng thụ những cái nắng ấm, phải không, cái da mình rồi này nó thay đổi. Bắt đầu qua tới mùa thu thì nó hơi se giống Đà Lạt thì rất là thích. Bắt đầu mùa đông lạnh thiệt lạnh thì cái da mình nó cũng thay đổi theo, và cơ thể mình từ từ nó cũng quen rồi, nó cứ như vậy nó thay đổi theo bốn mùa, mình sống rất là thoải mái cả nhà. Còn sống mà ví dụ như ở cái vùng nắng ấm nóng suốt quanh năm á thì nó cũng quen, nhưng mà Hương lại thích là vừa nóng vừa lạnh, chứ Hương không có thích nóng không. Đó, nó túm lại. Túm lại hả? Nó tóm lại đó cả nhà ơi. Rồi, thôi giờ cả nhà theo chân mình đi tới nhà mẫu để xem nha cả nhà. Này là khu mới không đó, cái này cũng được năm rồi. Thì năm cũng là mới thôi, không cũ đâu. Turn left onto South 6700 West. Khu này nhà mới không đó. Theo mình thấy bây giờ thì mua cũng vẫn còn ok cả nhà. In a quarter mile, trong tương lai right, mình nghĩ là sẽ bắt đầu nó mắc cái hả như Cali luôn á, trong tương lai cả nhà mình thấy như vậy đó. Hồi xưa cái khu này á là đường đi làm á hả là chỉ có đồng trống thôi, chứ không có gì chứ. Cách đây á hả 3 năm về trước là đồng trống. Đúng rồi. Mà giờ á hả không thấy miếng đồng trống, thấy như toàn nóc nhà. Turn right onto West Oak Ridge Park Drive. Then turn right onto South Hayden Park Street. Mình sẽ đi coi cái model của Ivory Home nè. Đây, cái model turn của nó. Right onto South Hayden Park Street. Then the destination is on your left. Đó, cái model bên ngoài của nó nè. The destination is on your left. 8036 model đây cả nhà ơi.
đẹp lắm cả nhà. Model home ở đây mình thấy rất, mình rất là thích luôn á. Dòng lại đậu xe xuống cái corner này. Mới ạ, mới xây ra cả nhà. Kiểu mẫu nó nhìn hay quá cả nhà ha. Đẹp ghê luôn á. Hồi trước đó mình cũng có xây một căn của cái công ty này ở West Valley cả nhà. Sau này mình bán căn đó, đầu mình mới lên căn trên đây. Đây là đây, mình sẽ cho cả nhà vô cái nhà model home này nha. Đó, có cái tấm bảng đó, cả nhà thấy con voi không? Ba gara. Ba gara đây. Rồi, xuống. Chào cả nhà ơi. Bây giờ mình chuẩn bị vô coi nhà mẫu nha cả nhà. Hôm nay Kim dẫn cho cả nhà mình vô coi nhà mẫu đây. Hương đây. Chào cả nhà nè. Chào cả nhà. Đó, nhà mẫu này ba gara đẹp không cả nhà? Đó, mình nói là mình nói công ty này nè cả nhà. Công ty này mình từng mua hả, nhà công ty này rồi đó. Đẹp ghê cái nhà ha. Có cái lan can ở đằng trước nữa nè. Đây cả nhà, mình sẽ quay hả kỹ cho cả nhà thấy cái nhà ba gara ha, ba chỗ đậu xe nha. Đó, thì ở đây là cái đường đi vô đây. Có nhiều người nói Kim quay hơi nhanh, thành ra Kim quay chậm chậm cho cả nhà mình thấy ha. Chi tiết nó vẫn hay hơn đúng không? Đó. Đi. Đó. Thì ở trên đây á cả nhà. Wow, cái tấm thảm. Bước lên trên step đây nữa nè. Đây có tấm thảm Ivory Home nữa, nó ghê chứ. Đó, thì cái lan can này nè, hồi lúc trước á mình ở dưới West Valley á, mình mua nhà mình cũng thích cái lan can vậy nè cả nhà. Đó, mình để ghế rồi mình ngồi rồi cũng vui lắm. Đó. Đây Hương, đây Hương giống chủ nhà quá cả nhà ha. Đó, xin mời xin mời vào rồi vô để lạnh. Thì bên đây á là một cái phòng, mình nghĩ chắc là phòng khách nè. Sao giống như cái phòng thờ ở nhà mình á. Thì cái phòng khách nhỏ, phòng học hoặc là phòng thờ cũng được, theo mình thấy nhà Việt Nam mình đó là thờ nè ha. Đó là thờ là ngon lành đó. Rồi bên đây nữa nè, bên đây cũng một cái nữa cũng thờ được luôn nè. Đó, rồi mình đi vô đây. Đó, vô đây thì thẳng. Ô, để coi trong đây là gì đây. Chỗ này đổ để áo lạnh. Tủ để áo lạnh nè cả nhà. Ăn lẽ ăn lát nữa là mình đi xuống dưới đây là basement dưới đây không biết. The basement is finished, you know? No, it is not. Oh, it's not finished. À, như dưới đây chưa có xong. Lót thảm rồi. Cái này là đường đi lên. Để nhà mình cho cả nhà coi đây trước ha. Đây là phòng khách nè. Này là đúng phòng khách, có máy sưởi nữa nè cả nhà. Đó, máy sưởi. Máy sưởi với lại tai nhỏ vô. Tai nhỏ này. Closet. Oh wow, cái đó đây đi thẳng ra đó luôn. Thẳng ra cái chỗ cái mà nãy anh chàng đang làm việc ngoài đó, mình đi có ngõ đi ra đó luôn. Coi như hai ngõ, ngõ ra cửa với ngõ ra đó. Cái này là cái pantry nè, để đúng rồi, còn này nhà bếp nè. Cái sink ở đây. Wow. Nhà cái bàn ăn ở đây. Bàn ăn đây nè. Rồi ha. Để mình cho nhà thấy nhà bếp ha. Có tủ lạnh mà mình không nghĩ tủ lạnh này là họ để cho mình đâu. Còn trong đây là cũng có tủ nè, có chỗ để nè. Chút đỉnh đồ gì đây, còn trong đây là gì đây? Ồ, cái này chỗ này là chỗ để đồ ăn. Đó, chỗ đây đồ ăn, trong đây cũng lớn ghê nè. Đó. Cái này bằng ga nè cả nhà. Bằng ga xài sướng hơn. Này đồ nướng, chỗ nướng. Cái vòi nước này đẹp quá ha. Đó.
quá đẹp luôn. Máy rửa chén nè. Mấy cái này là nó cộng vô hết luôn đó. Cái hộp ngon lành quá nè. Tủ, đựng đồ. Nhiều đây, hiếm rồi cả nhà. Hiếm để cho mình để đồ thôi. Wow, cách trang trí đẹp quá ha. Mấy cái gì á. À, trong đây là cái gì? Chỗ có chỗ ngồi nữa nè Hương. Chỗ để ngồi mà mình giống như mình cởi dài rồi ra đó. Ở nghĩ đây là nha ha. Bên đây là hot pot. À, đây là hot pot đây ha. Cái này ra ra. Hot pot đây. Hot pot. Bên kia nó hơn ba ra cái lại. Chỗ ông nó ngồi lại gara đó phải không? À, vậy là một cái gara rồi ba cái nó bên nó mở ra thành ra vậy là không phải là hai phòng thờ rồi một cái đây là hai cái di đơn cái là ba phải không? Làm văn phòng nhưng mà nay mai mở ra thành cái có cái xe này xe cổ mà đẹp kia không cả nhà đó đúng rồi không phải không? Coi như là nếu mà tính ra là 4 gara luôn thì những này nó chạy dài như thế. Ồ, 4 gara luôn. Wow, dữ vậy. Cái này ở đằng sau nè cả nhà. Để mình không biết có chỗ đi ra không ta. Ồ, yeah. Có cửa đi ra nè. Cửa đi ra đằng sau nè. Cái sau sau. Cái này là kiểu như cũng là light time luôn nè Hương. Xài hoài không bao giờ hư cả nhà. Cái này là cái sân ở đằng sau nè. Đó, đằng sau người ta đã làm cỏ, trồng cỏ nè, nhà thấy không? Còn cái bên kia còn để chưa có trồng nó, cỏ. Nó tới đây cái, thôi à. Đúng rồi, thì đó, cái nào mà đã trồng cỏ rồi đó là cái phần ở đằng sau của mình. Đó. Đây cũng tấn mấy cục đá. Tấn mấy cục đá, đường đi xuống là đẹp quá trời. Trồng rau thoải mái luôn cả nhà ha. Đó. Đẹp quá. Bây giờ mình đi lên nè. How many square foot in this one? 4,500. That means là 4,000, 4,500. Cái nhà này là 4,500 hơn. 4,500. 4,500 square feet cả nhà ơi. Nhà cái cửa sổ cũng ở đây. Rộng rãi. Nhà rộng quá. Mấy phòng ngủ nữa. Thì giờ lên biết ở dưới đó chỉ có thấy phòng ăn với phòng khách thôi. Để mình coi cái là phòng chính là phòng nào nè. Chắc phòng chính bên đây nè. Mình đi kiếm phòng chính mình quay trước nha. Đây đây phòng chính đây. Phòng chính đây. Phòng chính đây. Chính đây. Nè này là mình nghĩ phòng chính nè. À đúng rồi. Phòng chính đây. Đó phòng chính đây cả nhà. Ngó thấy ở đằng sau luôn được luôn nè. Có nhà tắm đứng tắm nằm này gọi là full bath luôn luôn nè. Đây cái nhà hai cái sink wow phải lo rồi mình mong hai sink ha hai sink một cái đứng với một cái nằm. Ô cái giò sen closet giò sen quá đã luôn. Cửa này là khỏi lo luôn cả nha ha. Một tiếng sạch sẽ lò xịt chà bá lửa hả? Lớn quá chừng luôn. Để đồ thoải mái luôn nha. Ồ có chỗ làm sẵn có chỗ để khăn nữa nè. Để đồ lặt vặt này kia. Trên đây nữa nè cả nhà. Đó. Giò này tắm nó đã. Ồ cái này mình cũng chịu nữa nè, cái này mình chịu nè. Cái này mình chịu. Ồ quên để ý này ha. Kim cửa hả? Có cửa, kim là mấy chỗ này là kim để ý dữ lắm. Là làm thơ có hút ở trên đó nữa nha. Đó, này bathroom. Cái trần này toilet quá trời. Hả? Trần nhà này hơi thấp quá trời, này chắc hình như có 8 7 rưỡi. 8 feet, không 8 feet. Cái này 8 feet chứ không phải 9 đâu. 9 nó cao hơn. 8 feet à. Này 8 feet, bảo đảm luôn. Đúng rồi. Rồi còn đây là như là chỗ để máy giặt máy sấy nè. Dạ. Máy giặt máy sấy rộng dễ sợ. Chỗ để máy giặt máy sấy đó. Có chỗ để cái đồ giặt tay luôn. Ờ đâu? Gắn somewhere đây. Ồ. Làm rộng vậy là có để được cái đồ giặt đúng tay. Đúng rồi. Ở sau này nhìn ra sao được nè.
Nên sao được mà. Đó. Wow, bên đây còn miếng đất trống nè. Không biết làm sao mà chỗ này không có xây nhà ta. Đây kho nè. Wow. Cái này là chắc cho mấy cái phòng, mấy phòng bên ngoài. Mấy phòng bên ngoài. Cái này cũng là cái này là cho này là cho mấy cái phòng mà đi chung nhau nè cả nhà. Chào cả nhà. Tóc tai của mình lềm lềm cả nhà ơi. Đó. Ồ. Trang trí thấy dễ thương hả? Đó. Đó, đây có toilet, cái này là hình như nó hơi sai sai đây. Mà không sao. Không. Có cái hút ở trên là mình hay chọc lắm. Trời, có nhạc nha cả nhà. Họ có làm nhà cái loa nè Hương. Ừ. Đó, trên đó. Nó có không hoa đèn ta. Ồ, giống cái loa mình tưởng loa, không phải. Đèn cả nhà ơi, mình nói lộn cả nhà. Đó. À, đây là cho mấy phòng ở đây. Này có cái closet này. Ừ. À, đó có cái chỗ để khăn này kia. Cái nó thoáng, cái chỗ này thoáng quá ha, từ cái phòng lớn đó mà qua đây thoáng ghê nè. Đây cái nữa nè. Đó, đây cho cái này là chắc cho cái để chung để trong gia đình. Chung trong gia đình. Giấy rồi nọ kia. Ừ. Mình thích cái đèn bật này lắm đó cả nhà. Wow, cái máy closet lớn quá trời. Không bật đèn lên không? Lên vô bật đèn lên cho sáng. Phòng nhỏ này mà closet cũng lớn nữa. Đó. Closet lớn hả? Ừ. Closet muốn bằng nửa cái phòng luôn rồi. Wow. Cũng rộng rãi quá cả nhà ha. Đó. Ngon lành luôn. Nhìn ra hả? Thấy ngoài này luôn nè. Wow, gắn đèn Noel nữa kìa. Nhìn qua bên nhà bên kia đẹp ghê không? Giờ mình đi ra qua mà. Đây là mình mới vô có một phòng thôi. Nâu no, nãy phòng master phòng, thì đó phòng nhỏ, ý mình nói phòng nhỏ, phòng lớn với một phòng nhỏ mình mới vô. Ở đây phòng thứ ba nè. Tính ra này là phòng thứ ba nè. Ha. Phòng thứ ba. Cũng có cái chỗ để đồ nằm trong đó nhà thấy không? Nhìn xuống là chắc thấy xe mình đây nè. Đó nhà thấy xe không cái nhà? Xe mình đó nha. Cái bảng ngang ghi hôm đây. Rồi đây. Để đây coi. Đó. Bông hoa sách vở gì đẹp quá trời. Trong đây có đèn không vậy? Đó. Mở lên cho thấy đường chứ. Rồi cho cả nhà coi mà không thấy gì hết. Rồi làm gì hết cả nhà ha. Rộng ghê ha. Wow. Tính ra cái phòng, một phòng mà để cái chỗ mà, để cái chỗ mà máng quần áo về là mình thấy rộng lắm đó nha. Ở nhà thường đó là nó chỉ có một cái kéo qua thôi Hương ha. Năm nay còn nữa nè. Wow. Chuyện gì xảy ra chồng? Wow. Trong đây là một cái phòng khách của trên lầu á. Có thể là không có làm phòng ngủ. Cái chỗ này chắc chỗ để máy sưởi với lại máy lạnh ở trong đây nè cả nhà. Phải không? Đúng vậy. Furnace. Đó. Mình nói là y chang. Ủa vậy là chỉ có 3 phòng thôi tổng cộng. Cái này tại vì nó lẽ nó làm được phòng nữa nè. Nếu mình không muốn làm chỗ này trống, mình làm được 2 phòng ở đây nữa nè. Coi như cái phòng này là cái phòng cho gia đình vui chơi đây nè. Có mình thể làm movie theater, karaoke gì trên đây nè. Đúng rồi, đẹp quá hả? Đẹp quá cả nhà ha. Nếu mà nhà đông thì có thể làm đây 2 phòng. Mở đèn lên coi. Wow, sang chỗ này hay chứ. Quá hay luôn á chứ còn gì nữa. Wow. Coi như ngồi coi TV trên đây, khỏi coi với nhà. Đẹp quá cả nhà ha. Đó. Trời, Ari Home chân đồ á hả, có vôi nữa, đẹp ghê không? Đây nè. Biểu tượng của nó mà. Biểu tượng, đúng rồi. Thấy thương không cả nhà? Kêu là cái logo á. Logo á ha. Đẹp quá trời.
Quay bên đây mình quay qua nè. Quá đẹp luôn cả nhà ơi. Cái nhà này á, là nãy anh chàng này coi như 4.500 square feet, được ba một phòng master, phòng lớn với hai phòng nhỏ, với một cái phòng chơi ở đây, với lại nhà ăn đồ các thứ, với nhà mình cũng có rọi cho cái nhà thấy đó. Mà từng hầm á, thì chưa xong. Nhà này á, thì khoảng 600 ngàn cả nhà. Anh chàng nói là khoảng 600. 600 ngàn. 3 cara. Đúng không? Ba mà đậu được chiếc OV dài. Ba mà đậu được OV, đậu chiếc OV là chiếc lớn đó. Xe để chạy đi chơi, chở đi đây đó chơi nha. Xe để đi cắm trại. Cắm trại ngủ nghỉ rồi cho nó luôn đó. Đẹp quá ha, ở trên đây nhìn xuống quá trời đẹp luôn. Tuyệt vời mặt trời luôn. Quay trở lại ra đây một lần nữa nhà thấy nha. Nó còn có tầng này chưa xong. Để mình đi xuống tầng này coi thử. Bây giờ mình đi xuống là dưới đây chắc mình nghĩ cũng được mấy phòng nữa đó. Để coi nha. Còn dưới là đây là một phòng. Một phòng với một cái tâm linh luôn. Giờ mình đi xuống đây coi cho được mấy phòng ở dưới đây cả nhà. Ở đây là mình thấy là chỗ này là một cái phòng khách nè, có cửa sổ luôn nè, thấy không? Còn này là cái chỗ mà để cho mình để đồ đạc nè. Đồ nào mình không xài để đây. Hôm nay phòng ngủ nè. Dưới đây cũng có cái chỗ nước nóng với lại máy lạnh, máy sưởi cũng có, coi như nó có hai cái nha cả nhà. Nhà này nó có hai cái, một phần nằm ở dưới và một phần nằm ở trên, chứ nó không có xài chung. Đó, còn ở đây làm được một phòng nè. Ở đây là một phòng nè, cho nên có chỗ để nhà làm nhà tắm nè. Qua sạch trong đây nè. Coi như là một hai một phòng ngủ với một phòng khách dưới đây. Hai phòng khách, bên đó một phòng nữa không? Bên đó một cái nữa, bên đó đó. Bên đây phòng ngủ, bên đây phòng khách. Phòng ngủ, phòng ngủ với bathroom rồi đây, phòng ngủ cũng rộng rãi đây nè. Giờ mình đi lên lại ha. Đi lên, đúng rồi. Chỉ làm khúc thảm đây thôi. Coi như chạy dưới đây là một một cái phòng chơi, ý là một phòng phòng ngủ, phòng khách. Phòng ngủ với phòng khách. Phòng ngủ với phòng khách ở dưới đây nè. Coi như cái nhà này tổng cộng là 4 phòng. Nếu mà làm xong hết 5-6 cũng được tùy mình. Tại vì cái phòng ở trên có thể làm được 2 phòng. Đúng rồi. Cả nhà cảm thấy như thế nào? Ở nhà 600 ngàn. Cái nhà này mình đã giải thích hết đó. Cả nhà nếu thấy như thế nào ra, nếu mà nói ra thì lại thì, giá nó cho mình biết nha. Rẻ đó. Nhà rất là lớn, đẹp nữa. Ghi xuống chú thích cho mình biết coi cả nhà cảm nhận cái căn này như thế nào nha. Cả nhà ơi, cái nhà này nó 3 cara. Mà cái lý do hồi nãy á, khi mà mình thấy 2 cara, mình thấy cái xe mà xe xưa cả nhà nằm ở trong đó, mình thấy có 2 cara đúng không? Là tại vì họ ngăn cái vách cho nên là mình thấy có 2 cara, nhưng mà thật ra là nó tới 3 cara. Họ ngăn ra luôn chứ không có chung. Thường á là cara họ để chung, nhưng mà cái này họ không để chung, họ ngăn ra luôn. Đâm ra là Hương á tưởng đâu là cái chỗ anh chàng ngồi đằng trước đây á là một cái cara chỗ đó, mà không phải, tại vì nó có cái lan can trước đây sao cara chỗ đó được, mà là chỗ đó mình có thể mình thờ hai bên luôn, bên kia và bên đây luôn à cả nhà. Đó, bên tay trái với bên tay mặt này luôn nè, nguyên cái dãy lan can từ bên đây qua bên kia luôn đó. Đó thì mình muốn giải thích kỹ cho cả nhà biết là chỗ này ha. Rồi. Rồi cả nhà ơi, bây giờ mình nấu bắp cả nhà. Nấu cái này là kêu Việt Nam mình là kêu bắp bắp xôi bắp. Xôi bắp mà bắp nhão á, chứ không phải là bắp khô nha, có hai loại á, một loại kia là ăn với mỡ hành, với hành phi, còn cái loại này là mình ăn với muối mè với lại dừa. Cho coi hiệu đi. Thì ở đây là mình mua cái hiệu bắp ngô, để bắp ngô, cái hiệu Quang Trí. Quang Trí ha.
này xác xéo Việt Nam mình đó. Việt Nam tôi yêu đây đó bắp. Bây giờ á cái này á, nếu mà mình theo á, hả cái lượng một gói bắp vậy á thì có nhiều người thích ăn nếp nhiều thì nấu nếp nhiều, nếp ít thì nấu nếp ít. Hương á là một gói bắp như vậy á là nó là 12 ao là 340 gram cả nhà, đó 340 gram. Thì Hương hay nấu là 1.5 lon nếp với là một gói bắp 340 gram này, tại vì Hương không có thích ăn quá nhão, Hương thích ăn nó hơi cứng cứng, thành ra Hương nấu như vậy đó. Bây giờ Hương bỏ vô chung hai thứ trộn vô rồi. Bây giờ mình hãy vo sạch sẽ xong mình ngâm nước nóng. Nếu mà cái này á nấu liền vẫn được như thường, tại mình nấu bằng nồi áp suất mà mình không có cần phải ngâm, nhưng mà mình muốn ngâm như vậy á thì mình nấu với nồi áp suất luôn nha, thì nó sẽ tạo thêm cái độ hả dẻo của cái nếp rất là ngon. Thì bây giờ Hương ngâm trong vòng 2 tiếng với nước nóng, vo sạch sẽ ngâm 2 tiếng nếp với lại bắp chung với nước nóng, sau đó Hương sẽ bỏ vô nồi áp suất Hương nấu chút xíu Hương sẽ cho cả nhà thấy Hương nấu. Rồi cả nhà ơi, mình ngâm cái này nãy giờ gà 3 tiếng đồng hồ đó, bây giờ bắt đầu mình mới xả cái nước này ra, mình làm lại một lần nữa cho nó sạch cái, bắt đầu mình đổ vô mình nấu thôi. Ngâm 3 tiếng, ngâm với nước nóng nha. Rửa sạch ngâm 3 tiếng rồi rửa sơ lại rồi cho vô nồi. Vô nồi. Đây, nó cũng nở ra một chút rồi, thấy không? Mình bỏ vô trong này. Mình nấu bằng nồi áp suất á, thành ra mình không có cần phải ngâm qua đêm. Mà cũng không ngâm lâu nữa, mà mình hết ngâm vậy thì nó khi mình nấu cái sôi ra nó dẻo nó ngon lắm. Chán hết mấy cái này ra nè. Rồi bây giờ bỏ xí muối ra nè. Muối á, đổ chút xíu vô. Đó, chút xíu vô. Cho nó mặn mặn nó ngon, mà không phải là quá mặn mà nó. Bây giờ mình sẽ bỏ nước mình nấu. Bỏ nước vô. Đổ nước rồi cả nhà. Thì với cái số lượng nếp với lại cái bịch bắp hồi nãy á, mình có nói với cả nhà đó, 1.5 lon hơn nếp với lại 340 gram bắp giả, mình nấu khoảng hơn một ống tay nước nè. Nấu ai thích ăn không có nhão nhiều thì mình nấu ít, còn ăn nhão nhiều thì mình nấu nước nhiều. Mình thích nó vừa vừa thì mình nấu khoảng hơn lóng thôi, nó phải tùy cái nếp với lại cái đậu nha cả nhà. Rồi bây giờ mình đậy cái nồi áp suất của mình lại, mình sẽ ghim điện vô đây. Tiếp dặn nhớ cái nồi này lúc nào khi mình nấu phải dặn cái ven này qua một bên. Rồi ở đây là mình sẽ xài cái nút này, cái nút meter, cái nút bên đây nè là xài để cho nấu sôi, nấu nấu đậu, nấu này nọ. Mình sẽ bấm vô xong rồi mình sẽ để cái chế độ là 1 tiếng đồng hồ, 55 phút cũng được. Rồi 57 phút đi ha. Mình để cái hai pressure để cho nó mau mềm. Rồi vậy thôi, nó tự động nó nấu, khi mà nó xong mình xả cái ven nó ra. Rồi mình sẽ lấy cái sôi ra cho cả nhà coi coi nó như thế nào. Rồi đó ha. Cái hơi mình đã xả ra hết trơn rồi. Cả nhà thấy ngon không nè. Giờ mình sẽ xới lên. Nó cả nhà thấy nãy mình đổ nước nó hơn một lóng tay thấy không? Mà nó ra nó vẫn về này, nhưng mà cái này á mình đâu có ăn hết liền đâu, mình còn xong mình bỏ vô cái hố hay cái gì đó mình để nguội, xong mình để tủ lạnh, mỗi lần ăn mình bỏ vô máy vi sóng á mình hâm lên, bỏ mai nguội vậy là nó cũng hơi khô rồi đó cả nhà. Mai mốt mình sẽ cho thêm xí nước nữa, tại vì mình để qua đêm á mấy ngày nó sẽ đông lại nè cả nhà, coi nè, coi hột bắp nè, cái này thấy nó dẻo không? Nó mềm nhũn ra, nó dẻo luôn đó. Cái nhà thấy ngon lành không? Ăn với muối mè, ăn với luôn. Lại muối mè với đường rất là ngon cả nhà ơi. Ăn về đó cái sáng mình
thường nhiều khi đi làm rồi đó, mình với anh Hiếu rồi đi làm mình dở đem theo đi làm ăn tốt cho bao tử lắm á nha cả nhà. Ai mà bị mình không phải bị nữa mà cái này ăn rất tốt cho bao tử lớn tuổi nè, hoặc là tuổi nhỏ cũng vậy, ăn nếp với lại bắp nè, nó có nhiều chất nhựa nè, chất nhờn cho đầu gối nữa, đầu gối tốt cho bao tử lắm đó. Thì cái nồi xoay bắp nấu kêu bằng tóc hành của mình trong vòng 1 tiếng là đã xong rồi đó. Hồi xưa mình thấy người ta ở bên Việt Nam mình nó nấu rất là lâu mà công phu lắm, mà bây giờ càng ngày nó càng tăng tiến thì nhờ cái nồi này. Cái nồi này á xài cái gì cũng rất là tốt cả nhà ơi. Cái nồi áp suất này nè, ở nhà mình đây có hai được luôn á. Nhà mình có hai cái, một cái là mình chiên để nấu đồ ngọt, ví dụ như xôi chè hoặc là bớt cái gì đồ ngọt thôi, nó không có mùi. Một cái mình để mình hầm xương, mình nấu súp hoặc là bất cứ cái gì mà về, nói chung là đồ ăn mặn á. Mình có hai cái, là cái kia lớn hơn cái này. Rồi, mình chỉ muốn chia sẻ cái cách nấu xôi bắp nhanh chóng tại Mỹ, đơn giản mà rất ngon. Tại nhà mình á nhiều khi khoái ăn sang lắm cả nhà, thành ra hay vậy đó. Đó, khoái ăn sang á cả nhà ha. Sáng khoai à. Sáng khoai với lại khoái ăn xôi là khói ăn sang rồi. Về Việt Nam á biết sao, kêu Nguyễn là khoái món này mỗi ngày mỗi buổi sáng luôn á. Ăn ngon lắm chứ. Chào cả nhà, mà cả nhà trở lại The Nguyễn Family, cuộc sống ở Mỹ cả nhà. Thì Hương cũng mới nấu xong xôi bắp thì cũng có trình bày với cả nhà xong rồi đó. Thì giờ tới tự nấu và tự ăn luôn chứ giờ biết sao giờ. Giờ mời cả nhà cùng ăn cùng ăn xôi bắp với lại Hương nha. Thì xôi bắp này thì nãy nấu Hương cũng đã nói rồi ha. Thì này giờ ăn với muối mè với lại đường. Thì cái đường này á cả nhà là cái mía là họ trồng tại Mỹ luôn, cái bịch đây đó. Organic là natural á, là thiên nhiên á. Cái mía này trồng ở đây luôn. Một bịch vậy Hương nhớ Hương mua là như là 9 đồng 99 hay gì á, ở trong chợ Mỹ bán qua mặt cả nhà. Nếu mà ai ở Mỹ này, ở Việt Nam thì Hương không biết. Không, Việt Nam mình có đường vàng hơn, có đường cát vàng. Có. Đây cái này đường mà nhuyễn lắm cả nhà, có lý lắm. Nó Hương thích ở cái chỗ á, là cái này á, nó có, ở Mỹ này có nhiều loại lắm, có một loại á, thì nó đậm hơn. Nhưng mà để mà cả nhà để trong bịch á, thì ok, mà mình đổ ra cái hũ để mà mình xài cho nó tiện á, là hả một vài ngày sau mà xài không hết á, là nó cứng ngắt lại à, không xài được. Mà loại này là không bị vậy. Rồi không bị vậy nhưng mà là thiên nhiên nên Hương rất là thích. Đó. Ở đây đường á cả nhà, thì mình bỏ vô trong đây một chút. Đừng bỏ nhiều nếu không ăn nhiều. Còn này muối mè. Ê mè không là mình không có bỏ muối vô. Cái này là của Hàn Quốc, bữa Hương cũng mua đi chợ về, em cũng có quay cái clip đi chợ cả nhà. Này người ta rang sẵn rồi. Rang sẵn rồi, giờ mình ăn thôi. Còn này là vấn đề này là vô cùng quen thuộc đối với Hương, nếu mà Hương cũng thường nói sáng sớm á, mà Hương không có ly cà phê đá thì giống như là kêu là nồi đứt dây phải không? Với lại một câu nữa cũng hay lắm ha, xác chết trên cao nguyên à, giống như là người không hồn vậy đó. Mà xong cái ly cà phê này á thì hồn nó mới trở về xác nha cả nhà. Đó, tóm lại là vậy. Nó quen rồi hồi xưa tới giờ. Rồi mời cả nhà thưởng thức với Hương nha. Cái này là Hương nấu nó vừa vừa thôi chứ nó không phải. Ủa lý do sao không có muối vậy trời? À không, người không thích bỏ muối. Phải, tại đây ta bỏ muối, chứ bỏ muối vô trong cái bắp rồi còn. Thì là không, nhưng mà có nhiều người ta ăn cái mua cái mè này, người ta lại trộn thêm muối với đường nữa, phải trộn chung. Mà mình ở đây thì mình ăn nó mà không có giống ai hết trơn á. Kệ đi. Đã bỏ vô trong bắp rồi thì bây giờ mình chỉ cần mè với lại đường là đủ cả nhà. Ở nhà mình ăn khác người ta, tại vì giống như kiểu để vậy á, ai có muốn ăn nhiều ăn vậy đó. Cái bắp này á là nhập từ Việt Nam mình qua là cả nhà, rất là ngon. Còn cái nếp thì của Thái Lan thôi. Nhưng mà khi mình nấu hai thứ chung á, nó hòa quyện lại với nhau á, nó dẻo ăn rất là tốt. Mà mình cũng nên nó nói á, là nếu mà mình lớn tuổi á cả nhà, hoặc là những người có tiền sử hay là có triệu chứng về bao tử á, mình nên ăn á hả xôi bắp á, thường nó rất là tốt cho bao tử nha cả nhà. Tại cái chất nhờn của nếp với bắp nè, nó tạo ra cái nó tráng cái lớp bao tử mình á, nó không có làm bị nhói nhói khó chịu quá. Rồi thêm một cái nữa là cái gì hay là mình cũng muốn thích chia sẻ với cái nhà mình ha, để mình khỏe mạnh á, thì Kim thì cũng Kim luôn muốn thích mọi người sống vui sống khỏe. Nhà uống cà phê thì coi như cả nhà nếu mà nấu cơm thì bỏ một nhúm
một nhúm nếp vào trong cơm, trong gạo. Ví dụ như khoảng 2 lon sữa bò thì chừng nắm nhỏ nếp thôi. Mà cũng tùy thôi, nếu mà muốn cái độ dẻo bền nó nhiều thì bỏ nếp nhiều vậy thôi. Đúng rồi. Nhưng mà mình bỏ vô một chút vậy mình ăn rất là tốt cho bao tử cả nhà. Kim á, là cái bao tử của Kim cũng hơi yếu á cả nhà. Mà thường khi mình ăn cơm mình nó sang cơm vô thấy nó khó chịu. Nhưng mà khi Kim nghĩ ra, Kim nói thôi giờ mình bỏ nấm nếp vô mình nấu chung với lại gạo coi xem sao. Thì mình thấy ăn vô á, cơ thể mình nó khác nha cả nhà. Nó đỡ lắm luôn đó. Thành ra nếu mà ai mà có bao tử yếu thì nên làm thử giống như mình coi sao. Mỗi năm á, mấy năm trước á, mình có về Việt Nam á, ở gần nhà mình ở á, ngoài chợ á, có mấy cô mấy gì bán xoài bắp nè, ăn rất là ngon. Lúc đó mình quay trở về Mỹ á, mình á hả, ngày nào cũng sáng sớm mà giống như không có đi làm á, ở nhà ngồi á, ăn sáng bất cứ cái gì á, cũng nhớ phải chi ước gì giờ này có gói xoài bắp. Thì mình suy nghĩ ra, mình đi tìm cái bắp, thì nó có cái bắp bắp cà hột ra sẵn của Việt Nam mình nhập qua nè. Rồi mình, nó có nhiều cách nấu lắm cả nhà, nhưng mà mình mua cái nồi áp suất á, cái nồi mình có quay mà. Thì nấu rất là nhanh cả nhà. Mình vẫn ngâm bắp với lại là mình vẫn ngâm bắp với nếp á hả, qua một đêm cho nó mềm. Rồi bỏ vô nồi áp suất nấu chừng khoảng 50 phút là mình có ăn rồi. Còn nếu mình không có nồi áp suất thì mình nấu 1-2 tiếng đó, rất là lâu. Nhưng mà nồi áp suất á, mình nói thiệt là mình thích cái nồi nó vô cùng luôn đó. Tại vì nó giúp hả rút ngắn cái thời gian lại. Ví dụ như giờ muốn nấu phở ăn đúng không, mình bỏ xương vô mình hầm á hả, chừng á hả 40 phút là mình có cái nồi nước lèo ngon lành là ra, là chuẩn bị mình làm đây nọ kia, là ăn trong vòng á 2 tiếng đồng hồ là có nồi phở. Còn ngày xưa là phải nấu nguyên một đêm cho nó ra hết xương nước ngọt rồi nọ. Qua buổi sáng hôm sau rồi để lửa nhỏ nhỏ rồi trời coi như trong nhà hả nóng hừng hực luôn. Rồi bây giờ Hương ăn đi thử sao Hương. Đại, cái này nấu, là nấu có trộn phải không? Thì có trộn chứ, cái này xôi với này bắp với nếp mà. Trộn bắp với nếp. Nó phải trộn hai thứ lại nấu chung nhé. Đúng rồi. Có công thức Hương làm cái công thức này rất là ngon đó cả nhà. Ở nhà mình thường mua về cái nấu về ngâm, có ngâm hả? Ngâm chứ. Ở nhà thấy có cái đòn gánh đâu cái này. Đấy nhờ. Bữa đi Việt Nam thấy đẹp đẹp. Mấy người em ở Việt Nam mua tặng nè cả nhà. Thấy thương không? Phải có cái gì ấy nữa mà lòn vô đây gánh không biết có được không, nó rớt không? Không, cái này để mẫu thương rồi. Để mẫu thôi. Cũng được nè. Thì gánh này được rồi đó, mình cầm chơi thôi chứ còn thường thì gác phải gác lên. Vậy hả? Có hai viên đá hai bên nè cả nhà. Viên đá này kỳ mà mình mua ở ngoài nhà đá non nước ngoài Đà Nẵng á. Đẹp lắm cả nhà. Cái này cầm mà nó rớt một cái là chắc nó bể cái bàn luôn á cả nhà. Mà cái cô bán cái này nè, phong thủy gì đó, cô nói là cái đá này là đá phong thủy. Mình mua mình để trong nhà vậy nè, là ở trong nhà sống rất là hòa thuận, không có cãi, không có xào xáo nhiều. Mà mình thấy mình để cái này thì giống như ngày xưa mình cãi 10 thì giờ nói chung cũng cãi 5-6 chứ không phải là hết rồi nha cả nhà. Còn này là cả nhà, cây lucky nè cả nhà. Lucky này bé Hân nó mua may mắn à. May mắn á. Họ nói cái này bé Hân mua tặng mà lại được 7 lá. Có 7 lá, hai cái nào 7 lá? Cái này nè, trên đó. Đây hả? Này nè, đây nè. Dạ. 2 4 6 7 nè, cái này nè. Cái này là 7 lá nè cả nhà, là trong một cây mà có một cái nhánh lá mà được 7 lá là hên lắm á cả nhà. 6 đâu, 7 đâu? Hả? Hình như có một cái nhỏ nằm trong phải không nè, cái lá nhỏ xíu trong đó. Rồi, lá nhỏ xíu trong á. Là 7 lá là bé Hân nó nói là hên lắm, mà mình cũng quen nhiều người cũng có để cái này dặn trong văn phòng đồ làm việc đó cả nhà. Nói 7 lá cũng hên lắm, có tiền vô mà mình thấy là thì tiền thì đi làm thì nó có thôi cả nhà. Ấy là bé Hân biết mình thích hả trâu nè. Trời ơi, ta bảo trong này hả? Châu ăn nó cỏ cho cà với ta. Nhỏ là mình biết nắng mấy cái này, mình lấy đất mình nắng cả nhà. Còn ông Phật nhỏ này là mình thỉnh bên Nhật, bữa mình đi qua thăm Kimberly nè cả nhà. Đẹp ha. Kim Nguyễn giờ dán vô luôn rồi, không có rớt ra, mấy bữa để rồi sợ ra ổng rớt cái bể uổng. Còn đó. Cây này là cây gì mình không biết. Bé Hân bé nó Hân mua. À, bé Hân mua luôn. Bé Hân nó thích mấy cây nhỏ nhỏ vậy lắm, cái nhà nó hay mua lắm. Đó, bây giờ nói tới con trâu này nè, mình phải nói một câu nè, hồi đó mình đi học của mình nhớ nè.
Trâu ơi, ta bảo trâu này, trâu ăn no cỏ, trâu cày với ta. Cấy cày vốn nghiệp nông gia, ta đây trâu đấy ai mà quản công. Bao giờ cây lúa còn bông thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn, phải không cả nhà? Nếu cả nhà thấy hay vỗ cho mình chàng vỗ tay nghe cả nhà. Comment xuống nha cả nhà. Nói chứ cuộc sống này á, đôi lúc mình cũng phải hề hề xíu để cho nó cảm thấy nó sống động chút á cả nhà, chứ mình buồn bã quá thì nó cũng thế thôi. Cái cảnh này nó y chang như mình đang ngồi ở quán cà phê sân vườn ở Việt Nam vậy cả nhà. Chỉ có vắng thiếu những người phục vụ buôn bán đi qua đi lại quán cà phê thôi, chứ còn thấy cũng giống lắm. Tại vì sáng là ăn xoài bắp uống cà phê đá. Là cái tông đó là của Việt Nam mình, là coi như là nó giống như là một cái văn hóa đẹp của người Việt Nam mình, là sáng là ăn sáng uống cà phê. Đúng rồi. Đây bây giờ nói tới cái này bảy lá phải cho cái nhà thấy rõ ràng. Nói mà không có nó mới đúng được. Nè. Đó, cái nhà thấy bảy không? 2 4 6 là 7 nè. Thấy không? Thấy bảy lá không? Có được một lá thôi nè cả nhà, được một nhánh thôi, một nhánh bảy lá thôi, chứ hả tìm bảy ý à, đúng rồi, tìm bảy lá không có dễ đâu đó, nó khó ra bảy lá ở Mỹ này cả nhà. Sáng mà được ngồi về á là chỉ có những ngày mà không có đi làm thôi. Những ngày không có đi làm thì ngồi chiếm trệ vậy á, chứ ngày nào mà đi làm á thì nhiều khi sáng dậy á cả nhà là coi như là để sẵn buổi tối rồi, vậy là người ta kêu là hốt xác nó đi á. Hốt nó đi xong rồi quăng lên trên xe cả nhà, rồi pha ly cà phê vừa lái vừa uống. Chứ ngồi dày nữa thì giờ đâu có kịp, giờ làm ở nhà trễ giờ. Tại vì đường đi nó cũng hả xa. Nói chung là xe cộ sáng sớm người ta đi làm rất là đông cả nhà, nên sáng mình ngủ dậy là mình coi như là mình hốt mấy ẻm mình quăng lên xe. Cái ẻm nào mà mình cần để ăn uống trong ngày là mình quăng lên xe, rồi mình cầm ly cà phê đá là mình bắt đầu mình đó hả giọt là cho một ngày mới đó cả nhà. Còn ngày nào mà ở nhà thì chiếm trệ là nhìn nó bảnh lắm ha, nhưng mà không phải đâu. Nhìn vậy chứ không phải vậy. Có sao nó vậy nha cả nhà. Nó là cuộc sống đời thường của những người đi làm hãng. Những người đi làm hãng ở Mỹ, còn làm giống như tiệm đồ này kia thì cái thời gian nó thoải mái hơn. Làm văn phòng thì thời gian nó trễ hơn là hãng. Hãng xưởng ở đây làm sớm lắm cả nhà. 4-5 giờ sáng, 6-7 giờ sáng là đã bắt đầu vô ca rồi, làm sớm lắm. Thành ra cái cuộc sống là nó phải vậy, nhưng mà cái đó là một điều tốt mà cả nhà. Con người mình hả sinh ra là phải có lao động người mình nó mới thoải mái. Lao động là vinh quang, lang thang là chết đói hả cả nhà. Đồng tiền để phục vụ cho mình, chi trả đủ thứ chuyện chứ đâu có không lao động là ở Mỹ này không lao động là chết liền. Thôi, nãy giờ ăn cũng vừa ăn vừa nói chuyện với cả nhà thì mình sẽ ăn hết cái dĩa này. Thì Hương kính chúc cả nhà một ngày ở Việt Nam là bây mọi chuẩn bị một ngày mới thật nhiều niềm vui, sức khỏe dồi dào, tràn đầy hạnh phúc và nhiều năng lượng trong cuộc sống ha cả nhà. Còn những gia đình cô chú, anh chị em, bạn bè ở Mỹ thì một buổi sáng cuối tuần thật nhiều niềm vui, sức khỏe dồi dào và cũng tràn đầy năng lượng. Gặp được nhiều điều may mắn, chuẩn bị đón một cái mùa lễ Giáng sinh đang cận kề. Chào tạm biệt cả nhà.